75 kW ha. 75 một kW nó hình như là 1.3 HP. Đây, lại có hàng đầu cho anh em xem đây. À, máy xích đi đắp bờ nha anh em. Lần đầu tiên quay được và lần đầu tiên thấy được luôn. Đồng này ở đây là đồng Phú Lâm, Phú Tân, An Giang. Đó. Dàn ben này cũng khá tiền á. Dàn ben này từ 20 mấy triệu trở lên á. Đấy. Chưa đồ đắp khô luôn. Đó, hai bên bên gặt vô gặt ra với bên chỉnh cao thấp. Cái này nó là xi chứ không phải inox nha anh em. Xi nó ạ vô á. Quá khỏe luôn trời. Rồi không có đắt rồi. Có nước chút đỉnh nè. Có nước đắp nhìn mới đã nè. Quá văng rồi. Bây giờ chế thêm cái vụ này nữa thì phải gọi là máy xích hơi bị bá đạo nha. Kéo lúa khủng rồi chạy xới khủng bây giờ đắp bờ luôn. Vàng ben này nó cũng hơi mắc tiền hơn cái vàng vàng thường, vàng không có ben là chắc cũng khoảng 10 triệu á. Tại vì mình cái dàn thường mình nghe nói nó có 15 mười mấy triệu trở lên à. Còn cái dàn ben này là 20 mấy triệu đảo lên. Thậm chí có dàn 40 triệu, 4 mấy triệu nữa nha các bạn.
lấy lê bờ. Đó, bắt đầu đắp lê bờ nè. Này coi mới đã nè. Chỗ này phải ve lại rồi. Ô tà đi luôn rồi. Chỗ nó ve lại chứ. Nếu mà đắp được máy xích này, cái vụ lầy là bao lầy. Đây ve lại ve chỗ này nè. Nước không bị bể. À, bây giờ lên bờ rồi đó. Này cặp mưa nha các bạn. Tưởng chưa. Đắp cái bờ nhìn đã rồi chứ. Đồ nó bùng đen không. Ủa ta tắt lẽ 5 gì? Hả? Nói tắt lẽ 2 là cái heo dẫu nằm sau à? Con này nằm thận nè. Ngay bên thận. Dạ. Còn cái loại nằm nghịch nữa, loại nằm nghịch nó như cũng có con tắt lẽ 5 nữa phải không? Nó nhiều dòng lắm. Nó dòng nó nằm bên nghịch bên thận. Cái dàn này đây mới có mình làm anh. Cái dàn này là bên xích này là mới có mình anh mình đi đầu. Dàn này của ai? Dàn này mua của Minh Đức. Minh Đức dạ. Nhiều má không? 25. Được chứ em nghe ông anh gì ông chạy với 514 mới là như 40 mấy vậy, không phải của mình đất đâu Long An. 4 mấy triệu hả? Dạ. Cũng đủ tùy theo vàng. Cũng có đúng không? Phải rồi. Vàng 20 mấy triệu cũng có. Dạ. Mà vàng này mua chứ vàng này xài được à. Còn cái kiểu này nó mới có mình làm. 10 mấy triệu nữa mà chạy nó xịu xạo lắm. 10 mấy triệu thì không có ben phải không? Hả? Mười mấy triệu nhưng không có ben. Nó không có ben mà ben này là mình chế luôn à. Cái ti ben này mình chế. Không, cái này anh chế nhà hay là Minh Đức làm luôn. Minh Đức bên ben kia à. Cái ben thục của cái chảo đó thôi. Ben năng thôi phải không? Ben năng đó. Còn cái ben thục thì mình về mình chế. Chế với cái này, dàn này mình chế nè. Dạ. Kiểu này là đầu tiên luôn rồi. Minh xích nó chỉ sớ thôi. Rồi nếu mình chế đắp bờ luôn. Kiểu này là lầy là bao lầy luôn rồi. Nó không có vụ lầy rồi. Dạ. Hôm ông quay bãi giác á, rồi ông cái trang nó đi vô cái gì mà mới gặp nó. Bãi giác nào? Bãi giác ở dưới á. Quay giác của cặp thì miền Tây TV đó. Miền Tây TV hả? Cái clip mà ông trang nó thải đá xuống đó hả? Ừ. Ở miền Tây TV. Thì con mình quẹo bãi giác thấy tôi xoáy đó chứ. Thì lên miền Tây TV trên YouTube á. Này 102 này nó ngựa như ngựa anh. Nó hả? Tem chắc không có còn đóng luôn á. Vậy là clip anh cũng chưa coi nè. Coi đâu cũng vô có gặp đâu, để vô đúng trang đâu gặp. Đây này, tem nằm trên miền Tây TV. Mà đúng rồi, nếu mà anh coi trễ thì cái video nó trôi xuống dưới. Máy này 75 kW ha. 75 1 1 kW nó hình như là
1.3 HP, 775 như là 75 mừ. 3.200 tua. Này để nhân máy đi. Dốt tốt mà nhân miệng là không ra. 3.200 lần à. Coi 75 mà nhân cho 1.3 97 ngựa. Khiếp chặt. Nó đúng hơn là 1.3 3 mấy mấy là làm tròn 1.4 cũng được nữa. Là mới có 1 tắc lẻ 2 đó phải không? Tắc lẻ 5. Có 7 mấy mua nè. 75. 75 mà nhân cho 1.4 đi, 1.5. Tại vì một ngựa của nó 1 HP nó là bằng 1.3 mấy mấy đó. Chưa được 1.4 mà mình làm cho 1.4. Ừ. Đâu rồi? Nó nghe cái